Vâng, xin chào anh em nhé. Và đây là cái gậy của chúng ta, gậy khớp nối đúng không ạ? Tôi vừa giới thiệu, bây giờ thì sẽ quay thử cho anh em xem nhé. Ok, anh em có thể thấy là gậy với khớp nối ở giữa nhưng mà rất chắc chắn. Đĩa phải có đĩa mềm. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái gậy như ý này. Đó. Để vận chuyển thuận tiện thì chiếc gậy như ý sẽ được chia làm hai phần các bạn nhé. Đó, và chúng ta sẽ dùng một cái khớp nối này để nối gậy vào. Đó, các bạn sẽ để cái ốc vào đây. Đó. Như này ạ. Rồi, cắm vào đây. Sau đó dùng cái lục giác này vặn ra cho nó chặt. Đó. Vậy chúng ta sẽ được một cái gậy vô cùng chắc chắn rồi. Đó. Rất chắc chắn các bạn ạ. Gậy tôn ngộ không. Múa thoải mái các bạn nhé. Gậy dài 1m6. Dán rất là đẹp các bạn ạ. Rất đều. Và khi đi biểu diễn xong các bạn có thể tháo ra. Tháo ra. Đó, như vậy sẽ rất gọn gàng, không bị cồng kềnh các bạn ạ. Ok, xin chào các bạn.